Hôm nay thứ hai 10 tháng 6, thứ hai đầu tuần. Chúc cả nhà ăn Tết nửa năm thật là vui vẻ, Tết mùng 5 tháng 5. Hôm nay hai chồng tiếp tục đi thăm bẫy rắn. Hôm nay mùng 5 tháng 5 đi thăm bẫy rắn luôn rồi. Vô đây cá đầu tiên chiến rồi à. Dính được con hành nhì nè. Này có em Giang, nè em Giang chạy sao rồi. Nè sao rồi? Con chuột. Hả? Con chuột. Trời ơi con chuột. Em chạy cả nhà mình nha. Rồi, nè không, không dính. Cái này hồi chiến rồi dính đúng không anh? Ừ. Nè Trung Quốc rồi. Anh chào cả nhà chưa anh? Không nhớ nữa. Chào đi. Chào lại cả nhà. Em chào rồi đó. Chào cả nhà. Chào lại đi. Hôm nay gió dữ ra. Gió này quá trời gió luôn. Nè nè. Gốc thanh long đó. Vừa không dính rút qua luôn đi. Thăm hoài không dính. Rút luôn đi. Trời nhìn. Đi cẩn thận chừng lục của đỏ đó. Đi cái chừng lục của đỏ. Đó hôm dính nè. Cái đằng kia chứ. Kia mà. Cũng khu vực này cẩn thận xíu. Đó, rồi vô. Chứ rồi không có dính, cái này chứ rồi Trung Quốc. Dính. Đâu? Có không đó hả? Nè không dính 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 hồng dính hồng anh ta cái con chuột con nè còn con chuột luôn hả? Con chuột bụng hai chuột ngoài chuột chết nó xiết con chuột chết rồi nè chắc mới đi vừa tối mới vô. Rồi, mới vừa tối xiết chuột le lưỡi rồi hành bự ghê không cô xíu hành ba xíu đi còn cái nữa vô cầm một cái cái đó chứ rồi dính muốn hành đại cũng được đó hả? Ừ đó dưới đó đó thấy không không ôi ôi hành nhất rồi thấy không? Thấy không? Hành ba. Ba ngon. Nè. Ba ngon. Hành ba. Ba xịn, phần quá trời luôn. Quá à trời. Hành ba. Vô bận dạng nè. Có không? Trời, nấu con dọn nè. Hành ba. Hành ba phải không? Ôi ba ngon luôn á. Ôi ba ngon. Đó. Bảy ba lửa với dọn. Đây, đây. Hút con coi trầu y bỏ à bữa không nhì đâu rồi đó con nhì nè ừ ngon lành yeah. Có phần luôn con hành nhì nó dính con hành ba rồi ngon lành còn hai cái nữa không có dặm lại một cái có dặm thêm một cái. Cái này chứ rồi dính được con hành nhì
Này nhiều huyết như vậy anh nè. Anh chả phá luôn. Này vô tôi chết queo. Khui. Có phần. Thấy không? Nhất. Ba. Đó. Ba. Ba. Đây à. Con hành ba. Để có dính được rồi. Sáng giờ mới bắt rắn. Sáng giờ không còn con nữa. Tầm sáng giờ cũng mười mấy cái rồi. 2, 4, 6 con. 16 con. 6 thành 3. Ấy được có hình gì chứ anh. Bữa nay sao gió quá trời gió. Đó. Con này nhìn nè. Này gió quá trời. Thất thù quá. Thế là mười mấy cái hả? Mấy cái rồi. Mười ba ngon này. Mấy cái mất hết. Cái. Mất cái. Ba con. Thì rắn mới ăn không anh? Ý rắn rắn ăn lâu rồi á. Mới đặt xuống rồi đó. Chiếc ruột queo vô chuột đi vô đây thăm hai cái không có đặt mới chăm thêm chủ dừa người ta dọn dừa này chủ vuông bên kia kìa có đó còn không ồ chết đi nè ăn gì ba à. Ừ ba đây kỹ lại là dọn dừa đó ngon con này vô lâu luôn cái này chứ rồi tinh rút mà dính cái đặt lại dính nữa đi. Ôi dính nữa. Rồi thành chặt đầu luôn. Đi hình ba chết. Đi còn sống. Rồi ba một xíu. Rồi vô lâu luôn. Ở đây. Hai cái. Lúa chưa? Rồi. Đi, cầm nó nhỏ đi. Đây nè. Đó. Ngã giò á, kéo lên. Đó. Ui, không. Thấy không? Nghe không, nghe không anh. Thấy. Ui, ba. Ba đỏ. Ba, ừ, hành đỏ. Ba đỏ. Con này vô lâu luôn. Nó ba đỏ, tao biết ba gì. Hành màu đỏ. Còn cái nữa. Để đi. Đi chịu trọng luôn. Tới luôn. Tới nữa. Khi nào kêu ngưng thì ngưng.
vợ vô. Ừ đúng rồi, thấy không? Dính nữa hả? Ba đâu? Kéo ra ba không? Rồi ba ngon rồi, đặt lại đi, đặt thêm cái nữa đủ bảy rồi, còn như bảy vô đặt cái nữa thôi. Đi còn hai cái nữa, mới dặm thêm hai cái chứ rồi. Đó, gạch nhiều dặm nó coi. Phải không? Qua đây nè. Đó. Hai con luôn hả? Ba ngô luôn á. Con trắng con đen. Trời ơi, Sắp đôi nhưng phải là hai con. Nó vừa lâu luôn nè. Con cá sắp lọc nha. Hai con phải dọt lại con ngon à. Cái này quay hơm vô lắm anh. Ừ. Chừng mình lúa nó kẹt á. Mãi con cái và dọn chung hai con. Cái này anh dọn nè. Dọn chung mình lấy bẫy đi đặt thêm nữa. Con này dính nè. Dính hai con sắp đôi. Sắp đôi ngoài Bắc là ta kêu bằng sắp đôi á. Mình đây là không phải Bắc, mình đây là người Việt Nam. Các bác ngoài kêu bằng sắp đôi. Mình đây kêu bằng hai con. Trời ơi Hân. Quá rồi Hân. Ba không à. Hân này mà về Gò Công là hành nhất không á. Mà thật ra là hành à. Tầm du rồi đó hả? Ừ. Hành nhìn mà không thấy hành luôn. Bữa nay chắc thất thủ quá. Chứ rồi sau khi mấy chừng này, bữa nay chắc sẽ chừng 3 kg là dữ à. Ôi. Nãy dọn chung đó. À, gì ba con. Dọn chung cái kia. Gì ba con luôn. Nè. Vậy cái đó ba con. Cái bẫy này ba con. Nó là một cục luôn á. Con trùng hậu thả đi. Trời ơi, ba con. Một thất thoát bắt luôn. Đâu hành nhỏ chứ rắn được. Đâu nhỏ dữ đâu. Không ngựa nhỏ. Rồi nạn rắn đâu. Trời ơi con rắn. Cái này mới nó ăn giòn nè, mới nó cái đó ba con á. Nãy giờ nóng máy quá tắt không hay luôn. Nóng quá tắt không hay. Tắt máy không hay luôn. Nãy gặm chú gì hỏi trên đây có mưa không á. Hôm nay nửa tháng chưa mưa trên nào lớn. Đất khô queo mà. Đất có nhất à. Giờ mưa 1 cây rồi mới ngon. Rắn nó mới chạy. Mưa 1 cây rồi thập xong lấy cây gánh phải không? Ừ. Điện ba gác lên chở. Nó mềm. Có gì thiệt nè. Nóng quá, tặc hoài luôn. Vô. Dạ. Nóng quá, nóng, nắng nóng. Ông nhéo anh chụp anh ơi. Đường đi không? Ôi ôi. Vô trong đây hình như có 3 cái không em? Ừ. Có gà chín à. Quất cái dọn đây. Rồi. Có phần hả? À? Ba làm chi đâu? Ừ nhỉ. Hả? Đó. Đâu? Gì hả ba ngon? Ba xịn. Ba xịn. Có phần này ba xịn em ơi. Ba xịn chả bá lửa luôn. Thì ba xịn đó. Ừ. Để đi, còn 2 cái nữa. Vô cái này dính nè. Dính. Ừ, chắc cú luôn á. Chắc. Cú luôn, bảo đảm luôn, dính. Mà nó bự nhỏ à. Ừ. Đấy. Đó. Thấy không? Tè. Nó nóng thấy không? Dính thấy không? Hai con nữa hả? Ấy con gì với con ba. Ở nãy diễn ba luôn rồi. Thấy không? Con gì là con trắng á. Thấy rồi. Wow. Hai con. Phân vậy á. Ừ, rồi. Phân hôm đây quá trời nè. Rồi. Anh có dính rồi thấy không? Thấy. Còn cái nữa cái kia dính vợ anh nè. Ôi trời ơi. Ngon. Cái ổi nè. Ổi không chừa lại. Không chừa lại.
rồi quất gì anh coi, quất gì anh cho bác coi. Có phần thế nói với anh nè, nói anh ba. Ui dạy. Rồi anh nhây ơi. Ôi nhây anh ơi. Rồi ba đi. Rồi anh nhây luôn. Phần quá trời phần. Đường sắp đôi nữa chứ. Rồi ra hãy ổi đi. Đó, ấy da. Rồi cho ổi. Mê không? Rồi. Đó, mà kia hai trái nữa kìa. Không có à. Để chín rụm hết à. Hai trái nữa. Cũng có dồi nữa. Mua có dồi. Hết rồi. Ba trái. Trời, có giống ngay không? Giang luôn. Đi. Rồi, bắt rắn kia. Hai chồng cơm. Đó, bữa nay được. Cái răng con gì nè? Con trộn. Nó có hồn bắt. Cái con gà. Hai cái bốn con. Ba cái bốn con. Đó. Đây được nhiều anh? Ba. Nãy dính được con sắp đôi nữa Giang. Ừ. Nãy sắp đôi hơi nhiều ạ. À. Hai cái rồi đó. Cái này quá. Nó thấy không? Nó hai con sắp đôi luôn. Cái này ba chứ em. Ba. Ba giống vậy. Sắp đôi. Rồi nữa hả? Ờ ba xịn luôn. Nhì luôn, ba. Nó được 3 ký mấy vậy đó? Đó. 3 ký à? 3 ký à? Hay vậy ta. Nửa luồn chống đây chống nữa rồi. Vừa bán vậy anh nha. Không. 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 Ờ giờ anh ơi. Dành dành cũng coi. Ba. Ba xịn. Thấy không? Thằng ba đây. Ủa ba xịn hay nhì anh, nó bụi tỏ nè. Sẹp lét à. Ba em ơi. Ba. Không hành loại ba. Ôi lắm. Trời ơi thằng ba. Thằng ba. Vô bọn người dọn coi. Đây đây. Trời anh thấy rồi. Ôi, thấy không? Ơi. Thấy mự. Đâu? Yeah. Thằng ba ngon lành nè. Ba xịn luôn á. Ngửi chát luôn. Ba xịn. Ngon lắm. Đã em đặt hai clip này là vậy đi, còn đắt gì kiếm? Còn. Tại tôi đặt cái clip vậy đặt cái clip còn. Quê nó hoàng quê nó anh còn nè, chắc luôn á. Từ từ đưa tiền đáp, ê đáp đáp. Đâu? Cái lỏng gì em thấy buồn thấy à. Đó. Nè. Ừ. Còn không? Không. Dính luôn. Dính rồi dính. Không dính. Còn chuột luôn á mừng. Rồi. Đây giờ trong thăm hai cái nữa ra bắt rắn luôn. Còn là mừng rồi. Quá giờ quá. Có con gì lớn lao đâu. Còn hơn chợ Bình Điền nữa. Chào cả nhà. Sao giờ thất thu quá hả? Sao giờ thất thu quá. Ờ lâu lâu đi thất bữa đi chúng mày ai chịu nổi. Ngày cũng được rồi. Ờ, hành ba còn nay hành ba còn không có con gì nữa. Ba tàu cặp luôn. Chứ sao hành ba. Ba mà cũng ba ngon ngon không cũng được.
Bây giờ không được cũng phải được. Giờ nhà em mà mua, ai mua rắn rắn nhì là không có con rắn nhì bán luôn. Ba không à? Ừ. Qua trời rùi đâu dữ vậy? Nè, ống chuột á. Đó, ba xịn. Còn chuột không nè? Rồi ối nữa nè. Rồi ối nữa nè. Ối bắt ra. Cộng dây áo mưa không là xuống đâu á. Ừ. Sao 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 ngon ghê luôn á. Chắc. Vô. Rồi còn có như còn có mấy cái nè. Mấy cái này hết 7 rồi. Còn sau 7 cái nữa. Hôm nay chắc cũng được 3 ký mấy á. Mấy 4 ký à. 4 ký. Cũng ngon rồi, vẫn được rồi. Tệ nào cũng được 3 ký cũng được rồi. Tổng kết cả nhà. Giờ không được. Nãy giờ rồi. Thăm 5-6 cái rồi, không dính còn gì luôn. Này chắc được 4 ký ạ, được á. Tới. Không tới hả? 3 ký mấy hả? 3 ký 3 tới 3 ký rưỡi. 3 ký mấy hả? Nó, anh nói trên 3 ký rưỡi á. Thì cũng nặng đó, nhưng mà chắc cũng 3 ký mấy hả? Thấy không? Nhiêu? 4 ký 1, 25. Ghê vậy? Dữ hả? Ừ. Ôi, tưởng 3 ký mấy. Khoan, khoan. 4 ký 1, 25. 4 ký 4 vậy còn 4 ký đi. 4 ký. Còn 4 ký. Trời ơi cũng được chứ bộ. 100 thì 4 ký 1 25. Tôi thấy nặng. Còn được 4 ký. Hành không ha. Hành ba không. Hành ba là không nói tới. 4 ký hành ba hả? 4 ký hành ba. Ờ hình như nào còn gì nữa anh. Hai mươi mấy con cộng á. Hành ba mà không có con gì nữa. Hai mấy con hành ba. Hành ba không hả? Anh Giang chắc được 2 ký à anh Giang. Em lại thất thu cả nhà ơi. Không có tổng kết. Trời phát nay, nay cá nữa là được rồi. Thôi thôi. Nay được 4 ký cả nhà. Rồi. Thì cũng được. Rồi về. Em chào tạm biệt cả nhà lên nha. Em chào tạm biệt cả nhà. Cũng nay thất thù quá. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại.